Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel đó ra. Đây mình vừa lắp xong hệ thống tủ điện cũng như cảm biến cho hệ thống tủ này rồi. Đây gồm có 56 giường đẻ. Tổng là rơi vào 250 con. Xích 250 con các bạn. Đây là những công đoạn cuối cùng rồi. Mình đã tiến hành từ hôm qua hôm nay lắp hệ thống tủ điện. Gồm có điều khiển từ xa. Ống tủ điều khiển máy bơm từ xa cũng như là hệ thống cảm biến nhiệt cho các hệ thống quạt. Toàn bộ quạt dùng hệ thống quạt composite các bạn nhé. Đây, giường đẻ của bên mình đây. Đây. Đây là hệ thống dây này. Dây điện của mình đang sử dụng. Mình nâng cái dọn một chút. Đây. Đây hệ thống hậu bị các bạn này. Đây hệ thống măng ăn. Đây hệ thống quạt loa composite. Đây. Em chờ tí. Mười một lắp xong hệ thống tủ đây, chưa hoàn thiện. Đây, đây là chuồng này là công suất là 700 thịt. Bên kia nữa. Mình sẽ quay tổng quan cho anh em để cùng tham quan một chút. Đây các bạn xây cái bức tường này cho mình là 2 mét này. Còn đâu là làm hàng rào các bạn nhé. Xây lên cho mình là 25 phân, 20 phân được. Ở đây cửa sổ mình làm đây này. Cũng học của anh Chiến ấy. Mình làm cửa sổ to luôn. Bên kia làm cửa sổ nhỏ nhưng bây giờ mình làm cửa sổ to luôn. Mình đảm bảo là cái mùa hè này là cực mát luôn đấy bạn nhé. Được. Được. Đó. Đây, hệ thống bồn nước đây. Đây bể của anh ấy đây. Đó, rộng đây. Anh em đang làm lốt cái trần thì đã xong rồi, mai trần nốt bên kia nữa. Quên anh em chưa đậy mà nó lại khô hết sơn, gió lùa. Mai làm hệ thống dàn mát, đang làm hệ thống cửa sổ đây. Ôi chào anh em nhé. Các bạn muốn đẹp thì căng lên, lấy kìm kéo căng, phải có hai người nào. Chào anh em nhé.